Đây là cái nơi mà trong video trước á, Lan thường giới thiệu mọi người á. Ngoài cái này là cái chức năng của khu bếp nấu ăn, chị Oanh còn dùng cái khu vực này để làm cái nơi mà giống như là sản xuất YouTube đó. Rất là đáng trân quý mọi người, một cái yêu yêu cái công việc rất là mãnh liệt của chị Oanh đã gây nên cái cảm xúc của những cái người mà xem video của kênh YouTube Lan Thiện của em và ủng hộ cái kênh Tình Yêu Không Có Tuổi của chị. Cái căn phòng cũng khá là nhỏ, chỉ vài mét vuông thôi. Hôm nay có sản xuất được video nào không thưa chị? Dạ chưa là gì cái Dạ, em mời chị ngồi đi đây. dạ cái tay này á, nó bị hư cái ổ khớp á, lại nó hõm này không có lành lắm, cho nên với lại động lắm, cái thứ nhất Ủa, tay chị bị gì? số dạ nó bị Dạ. Cái sức khỏe của chị như thế nào chị Oanh? dạ từ cái ổ khớp này á, là bác sĩ nó mổ rách cái dây chằng này, ta phải mổ qua 2 lần lận, thành ra không có mổ. Rồi đây cũng rách dây chằng hai Hai bên bên hết, luôn hả? nhưng mà bên này trước. Dạ. Rồi sau nhờ cái biện pháp thân nhiệt đó thì bây giờ nó ổn lại, à, nhưng mà ổn này động nó, cho nên là nó đây cái Làm mình ngưng sản xuất clip dạ. bao lâu rồi? Giờ không nhớ nữa nhưng mà bệnh nằm ngoài hơi Ủa rồi bữa em nghe coi cũng báo là chị bị hư điện thoại gì không sản xuất được, là cái tình hình đó như thế nào? Em cũng muốn rất là muốn nghe chị bên tướng thông lên tin. lên đó, điện thoại nó rớt ra vô nước rồi không biết sao Đâu tự điện thoại sao nào đâu chị? điện thoại này Rồi đi anh tướng. ngồi đi anh ngồi đi này, nó bị rớt vô nước cái nó bị cháy cái gì á, cháy Cái cái chắc sáng xương, giờ giùm em. cháy cái xương cái này nữa không có lại hàng Hất tóc anh cho nó gọn mát. Sao chị kể cho em với mọi người nghe coi cái điện thoại nào đâu, cái nó dụng cụ bị tác nghiệp của mình đó hả, dạ là mà cái nó này bị rớt vô trong nước rồi nó bị cháy mà chị kể cho em nghe coi cái tình huống mà nó xảy ra cái việc đó là như thế nào. dạ. Tại vì để không không có để ý là xô nước không để dưới nè, Lúc đó mình đang đang quay phim luôn hay là đang thì mới mò mò đưa lên, nhưng mà tự cái tay này á nó đau sẵn rồi, mình cũng cố gắng mình chỉ đưa được cái tới đây thôi, là đưa lên là kẹp vô, mà kẹp vô cái đó thì nó bị hư rồi, mới lấy cái dây thun lưng quần á quấn nó lại, rồi xong mình nhét cái này vô vậy nè, đưa vô nó muốn tụt thì nó không tụt, mình kỹ lắm mà tại cái dây lưng quần á nó trơn á, thành ra nó rớt xuống Xuống ngay cái thau sau nước hả? á. Ở dưới là cái sau cái Ta chỗ nó rửa rớt chén luôn tại á hả? chỗ rửa Đây chén luôn á, à. tại vì lúc đó là nghĩ là mập mấy rồi, ai nhà mập đem mập để cái sổ cái ấy nước đặng mập lao chỗ nhà, Rớt xuống. chuẩn bị đồ cho đã để nó rớt. Bữa đó là mình sản xuất cái video gì chị? Mà Thì chị tính nấu canh chua lá giang, À, cũng giới thiệu món ăn cho thì cũng giới thiệu cũng là ăn bình thường thôi mà. là bữa đó buổi nào Không có lên được không buổi nào á buổi quay đó là buổi trưa buổi chiều trưa buổi trưa canh với dạ. giờ bắn À, giờ vắng ở đây mới được, cái như chứ giờ này giờ là giờ ồn nhà rồi đó, nó đông lên rồi giờ này mấy bé với lại nhà xong rồi cái chuẩn bị dụng cụ nấu ăn rồi chuẩn bị máy móc điện thoại để quay hai vợ chồng đang đứng chuẩn bị là bắt đầu là diễn á xong thì rất đùng luôn hả chứ thì mới chuẩn bị gắn lên chưa có gắn tới đưa lên, chưa tại kia đưa lên mà cái tay này làm thôi, cái tay này bị nó sốt mấy bữa nay rồi mà không biết tại sao sốt đó, thì cũng không biết nữa, cái xương sống thì nó bị tụ máu bầm ở đây cho nên không biết ăn nào, mà điều cũng không có đi bác sĩ luôn rồi, cái cố gắng làm gì Rồi vừa mà chuẩn bị dụng cụ rồi để quay phát clip đó thì bị rớt như vậy. Thật ra thì đối với những người khó khăn như anh chị thì cái chuyện mà rớt cái điện thoại mà để
pin sử dụng thì rất là cũng là một cái điều là tiếc lắm. Thì cái cảm giác lúc đó mà khi nghe vợ nói rớt điện thoại rồi anh Tuấn ơi, thì anh có anh như thế nào Tuấn? Thì biết sao giờ, vợ bố bực mình nên bà la thôi. La nữa hả? Chứ sao, tại sao? Mình làm mình đâu có nghĩ, mình quên. Anh Tuấn làm rơi hay chị làm rơi? Không nào làm rơi. Cái điện thoại rơi nhưng mà tại vì cái sàn nước lúc đó là mình, nó là do cái lỗi của Tuấn là để cái chậu nước ở dưới mình không có dẹp đi, thì nó rơi vô ngay cái chậu nước, thì nước nó không có nhiều, nó lấp sắp thôi, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rồi tắt nguồn luôn, tắt luôn rồi đi mở lại rồi ra kia thì tại mình đi mở lại á, chứ nếu mình đừng có đi mở lại mình ra cho người ta tháo, người ta thổi khô sấy khô nó thì không bị cái mình mở vô mình lau khô rồi rút cuộc rồi mình mở ra lại thì mình chống nó chậm mà cháy. Rồi giờ cái tình hình cái điện thoại nó như thế nào rồi? Thì người ta ra nè, người ta sửa đó, nhưng mà người ta nói là thôi thì ấy cái khác đi, ta kêu làm cái khác đi. Rồi sao rồi hả mày chị, anh chị cứ nói đi, tiếp theo bây giờ cái điện thoại nó có còn sử dụng được hay không? Sử dụng được. À, sửa lại được rồi hả? Không, người ta nói là nên mua cái máy khác đi. Đã, có máy khác vậy rồi. Cái thông tin mà bị điện thoại hư có đưa lên clip không? Sao không sao rồi, có tới giờ đâu có quay. Vậy sao không biết trên cái kênh của em có nhiều người nhắn tin nói là Lan Thiện ơi, à, không có đưa lên clip mà chỉ là biết gì mình không có đăng, mình đâu có đăng bài lên, chỉ như là gọi điện thoại. À, người ta gọi điện thoại thăm rồi sao rồi. Không biết người ta gọi vô trong Zalo, vô trong Facebook á, rồi mấy bạn hỏi sao lâu, rồi có đứa bé nó nói chờ con chờ cô biết không thấy giờ bao nhiêu ngày rồi, không biết chục ngày rồi đó. Vậy là từ cả chục ngày nay là thứ nhất là do về cái sức khỏe, thứ hai là tại cái máy là không có điện thoại để quay clip. Bây giờ là mình tính sao, có định tiếp tục theo đuổi cái công việc YouTube nữa không hay là? Dạ có chứ, thì hồi nãy lên trển thì anh Phú có đưa tiền YouTube rồi. Ồ, đã vậy hả? Dạ, rồi mua một cái điện thoại, cái gì không biết nữa. Cái điện thoại đó gần 7 triệu. Yeah. 6 triệu mấy. 6 triệu quên rồi. Đâu điện thoại nào, đâu chị mua chưa? Cho mọi người vô thấy vui luôn. Yeah. Là chị đi với lại chồng mua hay là có đi với anh Phú nữa? Có, anh Phú đi mà. Phú quay đi. Anh Phú đi mà. Cái Samsung, cái này cũng xịn rồi. Chị thấy quá mừng rồi. Hồi nãy giờ chị cũng có hỏi người ta cái cách sử dụng một hết chưa? Ủa không sao, không hỏi là sao mình có sử dụng. Chị có sử dụng qua cái loại Samsung này chưa? Thì mình còn có xài Samsung không? À, Samsung chắc cũng dễ mà. Rồi, đây, và kính thưa quý vị các bạn thì thật là vui. Hôm nay khi mà tới đây nghe được cái thông tin là vợ chồng của chị Oanh, anh Tuấn, hai người mà trong những video trước Lê đã giới thiệu một cái tình yêu phải nói là vô cùng đẹp trong cái đời thường này, với cái tên kênh mà anh chị đặt cho cái kênh YouTube của mình, một cái công việc mà chị Oanh và anh Tuấn rất là yêu thích, phải nói là cực kỳ yêu thích để mà làm. Tình yêu không có tuổi, cái tên tình yêu không có tuổi là đúng như những cái gì mà nó gán vào cái đôi vợ chồng này. Chị Oanh lớn anh Tuấn hơn 20 tuổi, ở một cái tình yêu phải nói là vô cùng cao đẹp. Và điều đặc biệt nữa là anh Tuấn lại là một người khiếm thị, một người không có thấy ánh sáng, nhưng chị Oanh vẫn chấp nhận là một cái người chị, một người vợ để mà đi những cái bước đường đời cùng sánh với anh. Đó là những gì mà tình yêu cao đẹp này khiến chúng ta phải cúi đầu ngưỡng mộ. Và cái điều đặc biệt mà hôm nay Lê cũng muốn chia vui mọi người là chị Oanh và anh Tuấn đã có những cái thu nhập đầu tiên của cái công việc mà chị rất là yêu thích, đó là cái việc làm YouTube, đúng không chị? Để chia sẻ cái niềm vui này thì chúng ta sẽ nghe chị Oanh
anh Tấn kể lại cái việc mà thu nhập như thế nào, bao nhiêu tiền trong cái việc mà sản xuất cái video, những cái video, và đến thời điểm này đã có hơn 20.000 người đăng ký nha chị ha. Hơn 20.000 người đăng ký rồi. Dạ rồi, xin chị cho mọi người biết được cái tin vui đó đi chị, để mọi người cùng chia sẻ và ủng hộ tiếp tục cái công việc mà vô cùng đam mê của anh chị. Dạ. Thì chị có như thế nào, chị cảm giác chị là chị lãnh được, coi như là đây là phải là số tiền đầu tiên của trong cái cuộc đời làm YouTube của mình hay không, và bao nhiêu tiền, cảm giác chị như thế nào và được tính toán như thế nào chị? Thật sự nói tiền thì nói ông này đi, tôi nói hơi quên hết là không biết đâu, tại vì cái đầu á nó bị động kinh, nó không có nhớ gì đâu. Dạ. Toàn giao ảnh không à. Dạ. Đó thì hỏi anh trả lời đi anh. À, hôm nay đi lãnh thì 2 tháng thì Phú nhận, anh nói lớn giúp em, 2 tháng là Phú nhận dùng là khoảng 14 triệu. Dạ. Vâng, 2 tháng 13 triệu mấy. Nhưng mà anh chị là như Phú gọi phải chạy lên tới Bình Dương luôn hả? À, Phú chạy lên Bình Dương rồi ở nhà Phú. Chứ bạn không chạy xuống đây được hả? À, không. Thầy lên chợ là Phú đi quay. Đi quay từ khi giờ luôn á. Quay hai chồng á hả? À, quay là thì cũng... dẫn hai vợ chồng đi quay cái cảnh là Phú nói là Phú bàn giao kênh lại cho vợ chồng. Rồi Phú quay cảnh ăn cơm. Thu nhập coi như rút tiền từ ngân hàng thì ATM gì đó. Và sau đó thì quay đi ăn cơm. À, vậy là bây giờ nói lại gọn lại đi, có nghĩa là anh chị đã có được cái thu nhập đầu mà tiên. Thật sự á, muốn chia sẻ với cộng đồng mạng. Yeah. Là mình rất cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mọi người, cảm ơn vợ chồng Phú và cảm ơn anh Linh Thiện. À, thì anh Phong Hội đã giúp cho cái kênh của anh được mọi người biết đến trong nước cũng như ngoài nước. Thì sự chia sẻ của mọi người, Vinh xin chân thành cảm ơn từ những cái tấm lòng mà đã đem đến cho vợ chồng anh một cái cuộc sống mới. Và bây giờ là đồng tiền YouTube đầu tiên, Vinh không nghĩ là qua cái cơn bệnh này là ơn Chúa đã cho con một công việc mà mọi người đến với con, thì Quynh rất là mừng khi cầm những cái đồng tiền này. Nhưng mà thực ra Quynh muốn nói nhiều là bây giờ cái đầu nó cũng không có ổn, cho nên là nó trong này nó không có làm việc, cho nên là Quynh có khi nói ra cái câu nói nó cũng không được hoàn chỉnh lắm như mọi người. Hả? Thì mong gia đình YouTube và mọi người cộng đồng mạng cũng như trong nước và ngoài nước đã yêu mến vợ chồng Tuấn Anh, thì xin một lời cảm ơn của vợ chồng Tuấn Anh. Dạ, ok. Dạ. Chị à, nãy chị có nói đến là bạn Phú đã bàn giao cái kênh lại cho mình, là sao, là từ bắt đầu từ cái thu nhập tháng sau là mình sẽ là tự hạch toán với lại cái người mà ở bên YouTube, hay là anh Phú cũng sẽ tiếp tục nhận cho mình? Rồi, Anh Phú nói là sẽ bàn giao cái kênh này lại cho nét gì đó, nét vật điện quân gì hả? Không phải, à, một cái đơn vị nào đó. Đơn vị nét nào đó, rồi là mình tự trao đổi xử lý, nói chung không biết. Dạ, thì bạn Phú này cũng rất là nhiệt tình trong cái việc mà hỗ trợ cho anh chị trong suốt thời gian qua, và đạt thành quả của hôm nay thì phải là bữa em cũng nói chị rồi, là đúng không, anh nói là khoảng giữa tháng 3 hơn là chị sẽ nhận được cái tiền, tại vì mình bắt đầu làm YouTube á, thì nó sẽ khi mà thanh toán thì nó sẽ trễ hai tháng đầu là trễ. Thì hồi bữa chị có nói em là chị chính thức bắt đầu làm được kiếm tiền thì khoảng tháng 12, thì em nói là chắc khoảng giữa tháng 3 thì sẽ lãnh tiền. Chị nhớ lúc bữa nói thì đúng như những gì em nói, hôm nay là cũng là trong cái thời giai đoạn là giữa tháng 3 nè, anh chị đã nhận được cái số tiền đầu tiên là 14 triệu mấy. Mà em nghĩ
10 gốc như vậy đó, hình như là 1 tháng á, chứ không phải là 2 tháng đâu. 2 tháng 13 triệu mấy chứ chưa tới 14 triệu. 2 tháng hả? Nãy bạn 2 tháng. Có những cái thông tin với thời giờ hay là cũng là cũng đưa. Dạ. Cũng đưa theo cái bảng trên Studio á. Cái bảng mà gì thanh toán trên đó đó. Từng tháng Ly coi rồi Ly đưa. Ly là vợ phố, Ly coi xong rồi Ly đưa. Xong 13 triệu mấy là mình chích tiền để mình mua cái điện thoại này hả? Đúng rồi, vô mua cái điện thoại chứ. Cái này là do ước chơi, anh chị muốn mua này hay là anh Phú gợi ý để mua cái này? Phú đi mua. Tại vì Phú phải quay, nói để về đây mua. Nhưng mà Phú nó mua điện thoại. Chắc bạn nó muốn mua để quay luôn cho nó có những cái hình ảnh. Thì mua cái này hết mấy triệu? 6.590.000. Vậy là gần 6 triệu mốt gần 7 triệu 6 triệu rưỡi hơn hả? Dạ, vậy thì giờ mình cũng còn dư khoảng chừng có 6 triệu mấy gần 7 triệu thôi ha. Ok, gắng cố gắng nha. Rồi bây giờ có điện thoại mới rồi thì nói chung là đã có những cái mà bước điểm rất là ok. Vậy thì cũng chúc anh chị tiếp tục sản xuất ra những cái video chất lượng nhất để mà phục vụ các khán giả đang ủng hộ cái kênh Tình Yêu Không Có Tuổi ha chị. Vậy những cái dự định tiếp theo của mình là làm những cái gì vậy chị? Thưa chị Quỳnh, bây giờ nó bắt đầu rồi, bắt đầu không muốn nhìn nữa, nó tự động á. Dạ, nó lên trên cái đầu là nó dạ thôi cho chị Quỳnh bây giờ đang bệnh rồi, hãy chị nằm nghỉ đi. Dạ chị ha. Rồi hai mình cũng rất là chúc mừng hai vợ chồng nha. Hôm nay mình đến đây thăm và báo cho mọi người biết là cái thông tin vui, chị Quỳnh, anh Tấn đã có những cái đồng tiền đầu tiên của trong cái việc làm YouTube. Tất cả chúng ta hãy cùng ủng hộ hai vợ chồng này tiếp tục bằng cách đăng ký, chia sẻ và theo dõi những cái video clip mới nhất của cái kênh Tình Yêu Không Có Tuổi, để mà giúp cho cái cuộc tình phải nói là vô cùng đẹp này, cũng như là cái có phận mà không may của anh Tấn khi mà không có thấy được, nhưng mà vô cùng hạnh phúc được một cái người phụ nữ là cùng nhau bước con đường đến tận cuộc đời. Em xin trân trọng cảm ơn anh chị. Em sẽ tiếp tục luôn luôn ủng hộ đồng hành của anh chị trong cái công việc mà em cũng rất là yêu thích này ha. Dạ, đến đây thì Lê Thanh Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin mọi người hãy đăng ký song song hai kênh của Lê Thanh Thiện và kênh của chị Tình Yêu Không Có Tuổi của vợ chồng chị Oanh Anh Tấn. Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người nha. Dạ.